cách tính nhẩm siêu nhanh, phép nhân 26 bất kỳ mà không cần dùng máy tính, chỉ cần thuộc bản cổ chương. Nào, làm thử nha. Chúng ta có 86 nhân cho 79. Nhớ là không dùng máy tính đấy. Các bạn sẽ thực hiện như sau. Chúng ta lấy 9 nhân 6 là 54. Lấy 8 nhân 7 là 56. Sau đó chúng ta sẽ đem chéo 9 lần 8 72. 7 lần 6 42. Chúng ta cộng lại được bằng 114. Các bạn sẽ ghi 114 như trên hình và cộng theo thứ tự nhé. Ở đây chúng ta có là 4, 5 cộng 4 là 9, 6 cộng 1 là 7, 5 cộng 1 bằng 6. Vậy kết quả là 6794. Với phương pháp trên, các bạn hãy tìm kết quả của phép tính 58 x 93. Nhớ đừng dùng máy tính nha.